người thường xuyên làm các truyền thông cũng ngồi đồng với các chị. Bên ngoài thì chưa mua ra các chị cũng đã mắc rất nhiều cái đối tượng gia đình và các chị nữa. Ở trong tất cả thì chúng tôi đã cảm thấy rất là lo lắng cho các chị, bởi vì di chuyển thì rất là chặt rồi, kiến thức thì rất là rõ ràng, mà tuổi nào cũng với một lực lượng hùng hậu, tuổi nào cũng có một phần chuẩn bị rất là chú đáo. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng lây lan sang cái bên này gọi là sôi nổi các chị. Và cái đó là cảm ơn vị khách mời đã cho chúng tôi có cơ hội được tham gia chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng cảm nhận rằng là tình chu đáo, thanh lịch rồi tận tình thì các đơn vị ngày hôm nay đứng trên sân khấu diễn ở đây các anh chị còn diễn rất là tốt, rất là giỏi nữa. Vậy thì ngay lúc này chúng ta hãy cùng đến với phần dự thi tiếp theo của đơn vị Việt Banh chi nhánh Hòa Thành để xem đơn vị Hòa Thành sẽ mang lại cho chúng ta điều gì đặc biệt, quý vị nhé. Hãy chào mừng đội Hòa Thành. Được phép bắt đầu.
qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Cái gì kiến thức lịch sử từng danh, địa đạo vinh thắng, di tích bời đời, rừng sông thanh tịnh là nơi ghi lại lịch sử thanh niên rừng sông với lời thề quyết tử giữ đất quê hương. Huyện Đại Bàng là một huyện cửa ngõ của tỉnh Tây Ninh, tại vị trí cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Long Biên. Là một huyện nền kinh tế phía Tây chủ yếu là nghề nông, chuyên canh cây lúa, đậu phộng. Ngày nay, Đại Bàng là một trong những huyện phát triển nhanh về công nghiệp dịch vụ với những làng nghề truyền thống như khai thác mây che lá, lớn thú xuất khẩu, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Việc trung tâm chi nhánh khu công nghiệp Đảng Bàng luôn kề bên sát cánh cùng sự phát triển với sự nỗ lực không ngừng, năng động, sáng tạo, tận tình, vui đáo, văn minh, lịch sự. Văn hóa việc trung tâm là xây dựng môi trường làm việc thân cậy, thân thiện vì thương hiệu việc trung tâm, vì sự phồn thân, nâng giá trị cuộc sống.
là một trong những chủ đề mà đội Vietinbank chi nhánh Bình Dương muốn gửi gắm qua tiểu phẩm mang tên Người Lạ. Người Lạ có gì lạ không? Hãy cùng xem ngay sau đây. Nên dự án xây dựng triều đình văn minh hiện đại đang gặp nhiều khó khăn trắc trở. Các chương trình có nguồn kế gì hay hãy hiến kế lên, ta sẽ chọn làm phò mã, sau này sẽ kế nghiệp ta làm vua. Và đây là con gái duyên dáng xinh đẹp của ta. Được thành lập từ năm 1991,
Đến nay, việc tiếp tay nhân Bình Dương đã có 89 cán bộ công nhân viên, mạng lưới hoạt động gồm có hội sở và 5 phòng giao dịch loại 1 tại khắp các huyện thị trong tỉnh. Trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng, nhưng với sự nỗ lực của tập thể bộ công nhân viên, hoạt động kinh doanh của chi nhánh luôn đạt hiệu quả cao. Được ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 8 năm liền từ năm 2006 đến nay, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động. Chúng tôi nỗ lực phấn đấu đem lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chính xác, sản phẩm dịch vụ đa dạng, hiện đại, nhiều tiện ích cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, luôn hướng tới khách hàng. Ngoài hoạt động kinh doanh, chúng tôi luôn tích cực tham gia các phong trào từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hướng về biển đảo quê hương, chung sức giữ gìn chủ quyền của đất nước. Chúng tôi luôn đề cao dinh dưỡng và phát huy văn hóa Việt Nam, thành nếp sinh hoạt truyền thống để giáo dục cho các bọn người lao động thực hiện vào đời sống hàng ngày, tạo sức mạnh đoàn kết vì mục tiêu chung của Việt Nam, cũng như các phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 cùng Việt Nam. Chúng ta hãy nâng giá trị cuộc sống. Hay hay lắm, cho cái khăn lôi. Mình thì nhất Bình Dương đã mang lại sự phát triển cho gia đình và mang lại sự ấm no hạnh phúc cho toàn thể quá lắm, nên ta quyết định gả con gái chung của ta cho cán bộ Việt Tinh Banh thì nhất Bình Dương, cần để đem về mà khổ đau chịu đựng. Đội Việt Tinh Banh, khu công nghiệp và Bình Dương đã gửi đến chúng tôi những cái lời mở đầu và dẫn dắt để chúng tôi gửi gắm đến tất cả quý vị, thay cho làm phần tự giới thiệu một chút nào đó về đội của mình. Và Việt Tinh Banh, khu công nghiệp Bình Dương đó là một chi nhánh hoạt động có hiệu quả của hệ thống Việt Tinh Banh với mạng lưới rộng khắp tỉnh Bình Dương, gồm 5 phòng giao dịch hoạt động theo phương châm là vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp. Khu công nghiệp Bình Dương đã luôn hướng tới mục tiêu là một ngân hàng hiện đại, đa năng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính tiện ích, hướng tới mọi đối tượng khách hàng và là người bạn thân thiết của khách hàng. Để có được thành công đó chính là niềm tin và sự tin cậy của khách hàng vào Việt Tinh Banh, khu công nghiệp Bình Dương. Ngay sau đây, xin mời quý vị thưởng thức màn chào hỏi của Việt Tinh Banh chi nhánh khu công nghiệp Bình Dương với tiểu phẩm Niềm Tin. Và bây giờ, tiểu phẩm Niềm Tin thì con có thể phát hành cho chú một cái thẻ tín dụng quốc tế ạ.
không? Dạ. Ủa, nói chút cái đi. Chưa là chút tiền đi phải không? Dạ. Ở tâm đều đúng rồi. Dạ. Rồi, được chưa nào? Được rồi, cái nhà chú có thể cho sẽ đăng ký ngay ạ. Vậy hả? Bây giờ chúng ta phải quan trọng lắm. Bây giờ chú có tiền, chú mở ở ngân hàng là bây giờ phải bơ tí rồi. Rồi, cái lãi suất bây giờ nó cầm chút 1% nữa, ở đây còn cầm không? Chú không có tính, cho nên chú gửi tiền alo mà hả? Tôi đang ở chỗ ngân hàng Việt Tin rồi. Cái tiền mà gửi ngân hàng khác bây giờ là tới hạn tôi phát được cái chấm để không chấm, tôi tạm cần hết sức rồi, coi như là tôi vậy này. Rồi rồi, chúng tiền tới là xong nha. Rồi vậy đi ha. Rồi. Chú không biết rồi, bây giờ con này cái gì nên gì ngân hàng không chú đi. Chú có mấy ông bạn là như là có tiền lắm, như là sẽ là gửi cho con hết ngay nha, được không? Con sẵn sàng ạ. Con rồi. Đã không được lớn mạnh về tổ chức quy mô hoạt động hiệu quả kinh doanh cũng như lợi ích các chính sách phong trào khi trung ương và địa phương phát động. Cách đây hơn 4 năm, vào ngày 24/2, đơn vị được thành lập trực thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Đến ngày 1/2/2002, được chính thức thành chi nhánh TP trực thuộc Bộ Tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thành lập trên địa bàn các đầu chính thức với phương châm đã chứng qua mời gọi đầu tư và cắt đỏ để thu hút nhân tài, có sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp quỹ đảng, chính quyền tại địa phương cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chờ đợi các tiến cao cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong chi nhánh, đơn vị đã tận dụng được các yếu tố địa lợi nhân hòa để trở thành một trong những đơn vị vận động hiệu quả tại địa phương. Trong quá trình phát triển, việc liên quan của công nghiệp Bình Dương đã thực hiện tốt chiến lược phát triển của chi nhánh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hoàn thiện công tác về tổ chức, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức giỏi nghiệp vụ, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị mạng lưới, các sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi mới và hiện đại hóa công nghệ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, xây dựng thực hiện vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương, góp phần xây dựng Việt Nam đã thành tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam. Việt Tinh Banh chi nhánh Lâm Đồng cũng đã
xây dựng và trao lại 200 căn nhà cho các hộ nghèo tại tỉnh Lâm Đồng. Thì điều đó chúng ta cũng thấy là ngoài việc kinh doanh của mình thì việc kinh doanh chi nhánh Lâm Đồng còn rất là quan tâm tới đời sống an sinh xã hội của tỉnh Lâm Đồng nữa ạ. Vâng, những thông số vừa rồi chúng ta cho thấy nỗ lực tuyệt vời của hệ thống và việc kinh doanh chi nhánh Lâm Đồng nói riêng và hệ thống trong toàn quốc nói chung trong việc là hoàn thành chuyên môn của mình, nhưng đồng thời là đóng góp vào phúc lợi xã hội. Kính thưa quý vị, hình thành trên một vùng đất có nhiều lợi thế về nông sản, trong đó rau hoa đóng vai trò chủ lực. Chúng ta đã nhìn thấy những sản phẩm như là hoa tươi, rau củ quả, một trong những đặc sản đã được lọt vào top 100 thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam, được tổ chức Vinking Việt Nam bình chọn vào năm 2014 vừa rồi. Và có thể nói rằng là chính nhờ lợi thế đó mà Việt Kinh Băng chi nhánh Lâm Đồng cũng đã nỗ lực hết mình để khai thác tối đa những tiềm năng thế mạnh của địa phương, mang nhiều cơ hội hơn nữa về cơ chế vay vốn đến với bà con nông dân, giúp bà con nông dân phát triển và thông qua đó góp phần xây dựng một quê hương Đà Lạt Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh. Quý vị thân mến, ngoài những đặc sản rất là riêng của Đà Lạt rồi thì Đà Lạt còn mang đến cho mọi người một cái điều rất là thú vị và thú khác nữa, mà có lẽ là đã đến Đà Lạt thì ai cũng không nhớ đến, đó là chính là khí hậu. Khi đâu đó nóng cực tối thì quý vị cũng nhớ đến một Đà Lạt rất là mát mẻ và ôn hòa. Còn ngày hôm nay, những vị khách đang ngồi bên dưới ở mọi nơi đến Đà Lạt chắc chắn cũng sẽ có những cái sản phẩm mang về cho quê hương của mình, cho những người thân của mình, đó là những món quà đặc sản của Đà Lạt. Và trên sân khấu của Việt Tinh Băng nhánh Lâm Đồng ngày hôm nay sẽ tái hiện những điều đó. Đó là những đặc sản như vậy. Chúng tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ hoan hỷ, vui vẻ và mang theo những hình ảnh tốt đẹp của Việt Tinh Băng nhánh Lâm Đồng thông qua tiểu phẩm chào hỏi ngay sau đây. Và bây giờ phần chào hỏi của Việt Tinh Băng nhánh Lâm Đồng xin phép được bắt đầu.
trồng một chàng pháo tay thật tròn lớn được không thưa quý vị? Có một lý do là tôi xin một chàng pháo tay cho quý vị nữa là bởi vì trong suốt những ngày qua thì toàn bộ đội ngũ anh chị em từ công nhân viên đến ban giám đốc của hệ thống kiểm soát chính Lâm Đồng cũng đã rất nỗ lực để chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc thi này thành công tốt đẹp. Do vậy, chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một sự cố gắng của một đơn vị đăng cai để góp vào sự thành công chung của tổ chức cuộc thi cũng là nét đẹp mà Kim Anh sẽ còn kế thừa trong các lần kế tiếp ở mỗi một đơn vị đăng cai kế tiếp. Người ta nói là người xuất hiện ban đầu thì có thể rất là hồi hộp, nhưng tôi nghĩ rằng là người xuất hiện sau cùng cũng sẽ là áp lực. Như vậy chúng tôi cũng rất là mong mỏi quý vị dành nhiều sự tán thưởng cho đơn vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu được hình thành và đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 1991 khi Quốc hội có nghị quyết thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong quá trình hoạt động, chi nhánh luôn thực hiện phương châm vì sự thành đạt của mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp, nên nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của nhiều khách hàng. Trong những năm qua, việc kinh doanh tại Vũng Tàu đã tích cực phát huy vai trò của ngân hàng thương mại nhà nước trong hoạt động tín dụng, thanh toán trong nước và quốc tế, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng và tiện ích đến với cộng đồng dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội. Với mạng lưới phát triển rộng cùng với mô hình giao dịch hoạt động hiệu quả và phụ cấp địa bàn toàn tỉnh, việc kinh doanh tại Vũng Tàu đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu phát triển kinh doanh, liên tục triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm tạo nên giao dịch khang trang, hiện đại, quảng cáo thương hiệu Việt Tin Bank, góp phần tạo một sắc diện đổi mới cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, và thưa quý vị, hiện nay trong bối cảnh kinh tế của cả nước thì có nhiều sự biến động, tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với ngành kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Thì hoạt động của Việt Tin Bank Bà Rịa Vũng Tàu vẫn tiếp tục giành được nhiều thành tích đáng phấn khởi, thực hiện đúng theo định hướng phát triển của Việt Tin Bank đến năm 2015 là xây dựng Việt Tin Bank trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng lớn mạnh, có sức cạnh tranh cao theo phương châm an toàn, hiệu quả, hiện đại, tăng trưởng bền vững. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chào hỏi của Việt Tin Bank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa quý vị, phát triển kinh tế biển đảo đó là một trong những sứ mệnh rất là thiêng liêng của chi nhánh Vietcombank tại Bà Rịa Vũng Tàu. Và một thông tin mà chúng tôi vừa được cập nhật chỉ cách đây vài giây thôi, đó là chi nhánh tại côn đảo huyện đảo Phú Quốc của chúng ta cũng đã được hình thành, và đây chính là một trong những tín hiệu vui dành cho bà con đảo xa góp phần xây dựng vùng biển đảo của quê hương chúng ta ngày một vững mạnh. Và đây là câu chuyện thời sự đảo xa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đây màn câu hỏi của Vietcombank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu xin phép được bắt đầu. Nhiều thế hệ cán bộ nhân viên tình nguyện sinh sống và công tác tại đảo.
xuất. Từ đó đến nay, Phòng Giao dịch Côn Đảo không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, phục vụ cho cộng đồng dân cư trên đảo sẽ dần được thay bằng những đội tàu có tổ chức, đánh bắt được nhiều cá hơn với khả năng đi biển dài ngày hơn và an toàn hơn. Cuộc sống người dân trên đảo ngày càng được cải thiện và nâng cao, đồng vốn ngoài ngân sách được vận chuyển một cách hiệu quả hơn. Với vị trí thuận lợi, nằm gần đường hàng hải quốc tế, cửa ngõ của các tỉnh Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi với nhiều bãi tắm, bãi san hô đẹp, hệ sinh thái rừng biển kết hợp và nhất là khu di tích lịch sử hệ thống nhà tù khét tiếng. Cùng với những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Côn Đảo nói riêng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, trong đó có sự đóng góp của ngân hàng Vietinbank, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc chắc chắn sẽ vươn lên thành một trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế trong một tương lai không xa. Và cũng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự đảo xa của Đài truyền hình Vietinbank và Vietinbank Vũng Tàu chúng tôi ngày hôm nay. Đó cũng chính là thông điệp giới thiệu về đội thi đến từ chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin kính gửi đến ban giám khảo, quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng các đội thi lời chúc sức khỏe, kính chúc hội thi thành công. Và qua tiết mục này thì chúng ta cảm thấy là yêu thêm biển đảo quê hương chúng ta, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, và chúng ta cũng cùng bàn lời chúc cho đơn vị cuối cùng trong sáng ngày hôm nay giới thiệu xong hành vi chào hỏi của mình. Và để tiếp tục làm năng lượng cho quý vị, bởi vì sáng bây giờ chúng ta thấy quý vị nhiều tháng đã mệt mỏi rồi, chúng ta tạm nghỉ giải lao trong vòng 10 phút, sau đó xin mời các đội quay trở lại sân khấu này để chúng ta tiếp tục phần thi tiếp theo. Một tràng pháo tay nữa ạ.